Bộ phim The Box với sự tham gia của Chan Yeon Ik-so và Dan Hwang Cho đã thu hút được 29.274 khán giả vào ngày 24 và đứng đầu phòng vé với số lượng khán giả tích lũy là 31.905. Mặc dù trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khán giả đến rạp bình quân giảm mạnh so với cùng tháng, nhưng với sự xuất hiện đặc biệt của Chan Yeon Ik-so sau một loạt lùm xùm bê bối, tình trạng khán giả đến rạp để xem The Box lại tăng lên nhanh chóng. Tối ngày 10 tháng 3, trailer đầu tiên của tác phẩm này đã được tung ra, mang lại cho khán giả cái nhìn khái quát về nội dung của phim, cũng như tính cách của nhân vật mà Chan Yeon thủ vai. Chan Yeon vào vai Ji-hun, một ca sĩ trẻ đầy nhiệt huyết nhưng mắc chứng sợ sân khấu. Xuyên suốt bộ phim là chuyến lưu diễn của Ji-hun, là hành trình tìm thấy chính mình, vượt qua những nỗi ám ảnh đã cản bước anh trên con đường sự nghiệp. Có thể nói đây là lần đầu tiên Chan Yeon hoạt động trở lại sau Scandal, đặc biệt là với tư cách diễn viên, dù trước đây anh không được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Trước đó, cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ trước sự bàng quang không hối lỗi của nam diễn viên. Dự án lần này trước đó nhận rất nhiều sự mong đợi, vì đây sẽ là món quà chia tay mà Chan Yeon dành tặng người hâm mộ trước lúc nhập ngũ. Đồng thời, bộ phim cũng là cơ hội để thành viên EXO cứu vớt hình ảnh của mình trong lòng công chúng bởi Scandal tình ái. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, giọng ca 28 tuổi còn tham gia vào phần sản xuất âm nhạc, bao gồm cả những bài hát được thể hiện trong phim. Là một trong những thành viên đầu tiên của EXO lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, dù mới chỉ bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy, nhưng Chan Yeon đã từng thử sức với rất nhiều vai diễn đa dạng. Một số phim có sự góp mặt của nam ca sĩ có thể kể đến như EXO Next Door, Memory of the Alhambra, Missing Night, So I Married an Antifan. Hôm nay cũng là ngày ca sĩ kiêm diễn viên Chan Yeon Ik-so chính thức lên đường phục vụ nghĩa vụ quân sự. Anh vào trung tâm huấn luyện tuyển dụng và được huấn luyện quân sự cơ bản trong 4 tuần, sau đó tự triển khai đến đơn vị phục vụ. Địa điểm và thời gian nhập ngũ không được tiết lộ và việc nhập ngũ được thực hiện một cách kín đáo, không có bất cứ sự kiện đặc biệt nào cả. Theo dự kiến, Chan Yeon sẽ xuất ngũ vào ngày 28 tháng 9 năm 2022. Trước khi lên đường, chàng ca sĩ 28 tuổi đã gửi thư chia tay tạm thời với khán giả hâm mộ của mình. Anh nói, đừng lo lắng, anh sẽ đi mạnh giỏi. Còn nhớ vào tháng 10 năm ngoái, Scandal bắt cá 10 tay của Chan Yeon Ik-so khiến cả K-pop xôn xao. Cụ thể, một người tự xưng là bạn gái cũ đăng đàn bóc phốt nam idol là một kẻ lằng nhằng. Chỉ trong 3 năm hẹn hò thì nam idol đã cặp kè lên giường với 10 cô gái khác nhau. SM đã lên tiếng phản hồi vụ việc theo cách khá hời hợt. Chúng tôi không có lập trường chính thức liên quan đến vụ việc của Chan Yeon Ik-so. Phản hồi của SM khiến dân tình càng thêm chắc chắn, lời tố cáo của cô người yêu cũ là sự thật. Sau 3 tháng im lặng, nam idol mới viết thư xin lỗi và dần trở lại các hoạt động giải trí. Nhiều người tỏ ra lo ngại cho bộ phim The Box do anh đóng chính, liệu có được ra mắt hay sẽ bị đắp chiếu vô thời hạn. Cho đến cuối tháng 2 năm 2021, Chan Yeon chính thức viết tâm thư xin lỗi gửi đến EXO-L sau thời gian dài im lặng. Sau khi đăng bài xin lỗi, thành viên EXO đã leo thẳng lên trending Twitter với loạt hashtag Welcome back Chan Yeon, chào mừng trở lại Chan Yeon, cho thấy lòng tin và tình yêu của EXO-L dành cho nam idol lại một lần nữa được thắp sáng. Bức tâm thư của Chan Yeon đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong fandom suốt nhiều tháng dài. Ngay sau đó, các fan và các khán giả đều mong chờ sự trở lại của Chan Yeon. Lần gần đây nhất Chan Yeon xuất hiện bằng xương bằng thịt trước công chúng hậu Scandal là vào ngày 18 tháng 3 khi anh tham dự họp báo ra mắt phim điện ảnh The Box. Mặc dù đã xuất hiện trong livestream quảng cáo, nhưng đây mới là lần đầu tiên Chan Yeon lộ diện trong một sự kiện công khai. Sau gần 4 tháng ở ẩn, Chan Yeon xuất hiện với mắt đỏ hoe, ngấn nước như sắp khóc. Nam ca sĩ nói, thật vinh dự khi góp mặt trong tác phẩm hay trước khi nhập ngũ và cho các bạn xem một bộ phim như thế này.